Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, kể cả khi biết người vợ kém 13 tuổi đã ngoài tình với chính em ruột của mình, anh Hoàng Văn B sinh năm 1973 ở xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, vẫn quyết định tha thứ cho vợ, nhẹ nhàng khuyên bảo mong cô hồi tâm chuyển ý. Nhưng cũng chính vì thế mà anh đã suýt mất mạng bởi dã tâm của người vợ. Còn hai đứa con nhỏ thì lại rơi vào cảnh thiếu thốn tình cảm chăm sóc của người mẹ. Thông tin chi tiết về vụ việc gây rúng động dư luận xã hội này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây. Câu chuyện đầy đau lòng vẫn thôi ám ảnh người dân thôn Rẻ Một, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Bởi nơi vùng cao bình yên này, câu chuyện ngoại tình vốn đã gây xôn xao dư luận, chuyện chị sâu ngoại tình với em chồng càng trở nên rúng động. Kinh hoàng hơn, vì mối quan hệ tình ái bất chính này, người vợ đang tâm ra tay sát hại người chồng đã đầu ấp má kề suốt gần 20 năm. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2003, khi anh Hoàng Văn B, sinh năm 1973, trú tại thôn Rẻ Một, xã Bình Thuận huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cưới vợ. Người thân, họ hàng, ba con tròm sóng ai cũng vui mừng. Bởi anh B lúc đó đã bước sang tuổi 31, mọi người rực rã chuyện hôn sự của anh đã lâu. Nhiều người bảo anh B trâu chậm uống nước trong bởi cô dâu Đinh Thị Sa, sinh năm 1986, cùng chú tại thôn Rẻ Một, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Tuy không quá xinh đẹp, nhưng lại nhanh nhẹn, khéo léo. Cuộc sống hôn nhân của gia đình anh B những năm đầu khá hạnh phúc nhất là sau khi hai con nhỏ lần lượt ra đời. Nhưng những năm gần đây, vợ chồng anh B thường xảy ra mâu thuẫn do xa có quan hệ ngoài luồng, mà chớ chiều thay người tình của xa lại là Hoàng Đình Huân, sinh năm 1986, trú tại thôn Rẻ Một, xã Bình Thuận, là em trai của anh B. Dẫu rất đau lòng, vận uất, nhưng vì yêu thương người vợ trẻ, vì tình địch là chính em trai của mình, nên anh B từ cố gắng khuyên nhủ đến nhờ cậy hai bên gia đình cùng phân tích phải trái. Hai vợ chồng đóng cửa bảo nhau mãi không được. Gia đình hai bên nhiều lần họp lại, kịch liệt phản đối mối tình bất chính này. Nhưng cả Sa và Huân vẫn lao vào nhau như những con thiêu thần. Thậm chí bị gia đình đôi bên phản đối quá nhiều, Sa đã cùng với anh Huân bỏ nhà đi làm ăn xa với nhau, bỏ lại con cho chồng chăm sóc. Tuy nhiên việc chưa dứt điểm được quan hệ hôn nhân với anh B, nhất là khi người tình lại là em ruột của chồng khiến nội bộ hai bên gia đình rất căng thẳng, khiến Sa bực tức muốn được thoải mái sống bên người tình mà không bị chồng níu kéo. Gia đình phiệt trách. Sa đã nảy sinh ý định giết anh bề. Cho tới ngày 7 tháng 12 năm 2020, Sa đến cửa hàng bán thuốc y tế của anh Nguyễn Quang Khiêm, sinh năm 1980, trú tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, mua một vỉ thuốc ngủ. Sau đó đối tượng tiếp tục đến đại lý bán thuốc bảo vệ thực vật của chị Vũ Thị Mày, sinh năm 1976, trú tại thôn Trung Tâm, xã Bình Thuận, mua hai chai thuốc trừ cỏ nhãn hiệu O'Quen mang về dấu ở phía sau nhà để chờ khi nào có cơ hội sẽ đầu độc anh Bình. Khoảng 18 giờ 30 ngày 11 tháng 12 năm 2020, sau khi ăn cơm xong, xa đưa cho anh Bình 4 viên thuốc ngủ và nói dối là thuốc bổ để anh Bình uống, nhằm mục đích giết anh Bình. Để tạo lòng tin cho người chồng, xa cũng uống 2 viên. Khi một thuốc, xa được hướng dẫn khi mất ngủ thì uống 2 viên, nên xa nghĩ nếu uống 2 viên sẽ không chết, còn nếu uống quá liều thì sẽ làm chết người. Khoảng 15 phút sau thấy anh Bình vẫn không chết. Sa đã lấy một cốc bằng nhựa, đồ đường ăn, thuốc trừ cò vào nước uống, nấu bằng lá cây. Và hòa lẫn với nhau rồi đưa cho anh Bình uống. Khi đưa thuốc cho anh Bình, Sa nói dối là nước xê sủi pha về la công kìa. Anh Bình uống một ngộ thấy có vị đắng nên không uống nữa. Vì sợ bị phát hiện, Sa đã đổ số nước còn lại trong cốc đi và cho cốc cùng thuốc ngủ còn lại và bếp đốt. Số thuốc diệt cỏ còn lại trong lọ, đối tượng mang đồ ra vườn, có dấu vỏ lọ thuốc ở bụi chuối gần nhà. Do thấy đau bụng, buồn nôn nên anh Bình đã chạy sang ngoài nôn rồi đi sang lán nhà ông Hoàng Văn Tuyến. Khi đến nơi, anh Bình nhờ ông Tuyến cứu rồi nói rằng bị xa cho uống thuốc sầu. Cùng lúc này, xa cũng chạy sang lá nhà ông Tuyến và cùng ông Tuyến đưa anh Bình đến trung tâm y tế huyện Văn Trấn để cấp cứu và điều trị. Do nghi ngờ Đinh Thị Sa đã pha thuốc sâu cho anh Bình uống, nên 9 giờ 50 phút ngày 16 tháng 12 năm 2020, Chị Hoàng Thị Mười, sinh năm 1976, trú tại thôn Rê 1, xã Bình Thuận, là em gái của anh Bình đã đến công an xã Bình Thuận tố giác và yêu cầu làm rõ. 16 giờ 30 phút cùng ngày, xa đã đến công an xã Bình Thuận đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Một cán bộ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái cho biết, thực tế cho thấy khi vợ hoặc chồng ngoại tình thì họ đều làm tổn thương người còn lại. Trong vụ án này, hai người đàn ông, một là bị hại một là bị can trong vụ án nhưng đều xuất phát từ một nguyên nhân giống nhau là mâu thuẫn tình cảm. Một người vì ghen tuông mù quáng không kiềm chế được hành động của mình mà phạm tội giết người, người còn lại bị vợ cắm sừng, không giải quyết dứt điểm mâu thuẫn tình cảm đã trở thành nạn nhân của vụ án giết người. Quan trọng là cách giải quyết nào đừng để mọi thứ đi quá giới hạn thì hậu quả để lại vẫn là những đứa trẻ có bố thì không có mẹ và ngược lại. Thưa quý vị, vốn dĩ có rất nhiều cách để giải quyết mâu thuẫn nhưng khi đã vướng vào lưới tình khiến nhiều người mù quáng khó kiểm soát được hành động và suy nghĩ của mình, cuối cùng lại để lại những bi kịch đau lòng. Câu chuyện của anh B và Đinh Thị Sa không phải là minh chứng duy nhất cho những cái kết tình yêu không trọn vẹn. Câu chuyện tiếp theo ngay sau đây thậm chí còn gây ám ảnh hơn cho nhiều người bởi thủ đoạn ra tay của hung thủ cũng như là hậu quả để lại hết sức nghiêm trọng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Trước khi nên nghĩa vợ chồng vào năm 2014, Hứa Ngọc Long, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Và chị Lương Thị Minh Tâm, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Đã từng một lần đổ vỡ, họ đã có với nhau một đứa con trùng. Sau khi kết hôn, Long và Tâm thuê căn nhà tại số 298, đường Quang Trung thuộc Tổ 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, vừa làm nơi ở, vừa là tiệm bán hàng tạp hóa. Cuộc sống cơm áo gạo tiền với những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống khiến một lần nữa cuộc hôn nhân của cặp rộ rá cặp lại, đứng trên bờ vực của sự đổ vỡ. Đến tháng 9 năm 2020, Long và chị Tâm sống ly thân với nhau. Long vẫn ở tại nhà số 298, đường Quang Trung, còn Tâm chuyển về ở cùng mẹ đẻ tại tổ bà, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Nhưng hàng ngày Tâm vẫn đến nhà số 298, đường Quang Trung để bán hàng. Do nghi ngờ chị Tâm có quan hệ bất chính với người khác trong thời gian ly thân, nên Long này sinh ý định bắt quả tang tầm. Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Long ra khỏi nhà. Sau đó đến khoảng 10 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2020, đối tượng bí mật đột nhập vào nhà của mình. Mang theo một con dao nhọn rồi nằm ở trên tầng 2 để rình chị Tâm. Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2020, chị Tâm và anh Trần Văn Tê sinh năm 1990, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đến nhà số 298 đường Quang Trung để bán hàng. Khoảng 19 giờ 45 cùng ngày, khi Tâm và anh Tê đang cùng nhau xếp hàng hóa tại phòng khách tầng 1, Thế Long đi xuống và nấp ở phía sau kệ hàng sắp chân cầu thang, đợi cơ hội để tấn công. Khi Tê đi đến gần Thế Long lao ra đâm anh Tê. Theo phản xạ, anh Tê vung tay trái lên đỡ nên bị đâm trúng vào bắp tay rồi bỏ chạy xuống bếp. Nhưng lúc này, Long liên loạn trong cơn ghen mụ quáng, tiếp tục dùng hung khí mang theo đâm trọng thương chị Tâm. Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 20 TKT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Pháp y tỉnh Yên Bái xác định, Trần Văn Tê bị tổn hại 5% sức khỏe, chị Tâm bị tổn hại 49% sức khỏe. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.